Xin chào các bạn. Tại vì mấy bữa nay dịch bệnh quá nên hai anh em mình không có đi xa quay video cho các bạn coi được. Nên hai anh em tụi mình ở vườn nhà quay vlog cho các bạn coi nè. Đây là cái vlog đầu tiên của hai anh em tụi mình. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để mình một like, một đăng ký ủng hộ hai anh em tụi mình nha. Ê Lưng, ở đằng kia có con gà kìa Lưng. Tính quay đá gà hả? Bậy. Quay đá gà là không có được. Quay đá gà là công an bắt đó. Thôi, không mấy hai mình nướng con gà đó chấm ớt ăn đi. Được đó. Dớt. Bây giờ sao Lưng? Lụm nó. Bây giờ bắt nó là mình phải bắt từ từ nha, chứ để nó chạy mệt lắm, bắt mệt lắm. 1 2 3. Đi. Bây giờ bạn đi lại nhóm lửa đi, tôi đi vô trống bằng gà. Ok không? Lụm. Dứt. Tính này em ăn gà sướng thiệt chứ. Ở đây cò khối không. Thấy cái này gì không? Gà siêu cấp. Ủa Tính, bây giờ tôi đưa bà 10 tấn hộp vịt lộn, tôi lấy con gà được không? Không có đâu, mơ đi. Gà này nướng nha, chấm ớt đây. Chết luôn. Bà ăn hai cánh đi, để hai đùi tôi ăn cho. Bạn hay, bạn hay rồi đó, bạn hay rồi đó. Lưng, thấy này vô. Nước chấm huyền thoại đó. Cái này mà quét lên con gà là hết sảy. Quá. Khói quá. Ôi ôi, hai đùi con gà kìa. Cái ức mới ngon. Cái đùi mới ngon mà. Khói quá. Thôi nó đã kìa bên ơi. Tính này. Hả? Thơm không? Thơm không? Cái vậy mới thơm nhẹ à. Quét đi, quét lại nhiều nhiều lên. Quét nước chấm nguyên thoại vô nó mới thơm nữa. Nè biết quét quét đi. Để xay cho. Bộ nóng. Từ từ nha, coi chừng nó gớt cái bếp thăm cái bếp than cái là gọi khỏi ăn luôn á. Ôi thơm quá vậy. Nhanh cái tay lên. Nóng chết con luôn. Dạ. Lẹ cái tay lên nào. Thèm cái lắm rồi. Vô nách kìa. Má gà hổ nách thiệt chứ. Nóng nha thằng lùm. Đây là tự nó. Dở lên đây. Dở bụng lên. Không quá. Ớt xôi cha, chừa quét thôi mà.
Trời ơi, thơm quá Lưng ơi. Ê Lưng, để tôi đi mua một chục trứng hộp vịt lộn về đổi gậy bà ha. Thơm quá Lưng ơi. Ê Lưng, để tôi đi mua một chục trứng hộp vịt lộn về đổi gậy bà ha. Cái gì? Thôi, không có vụ đó đâu cưng. Sau 2 tiếng đồng hồ quằn quại nhổ lông và nướng gà thì hai anh em mình cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Rồi giờ xin mời anh em ăn chung với hai anh em tụi mình nha. Dứt. Cứng quá vậy. Ngon. Vì sao không ngon? Ngon ha. Cay quá cay à. Ngon quá các bạn à. Ăn chung nha các bạn. Nè ớt này các bạn. Quá cay. Ngon ha. Ăn nha các bạn. Cay quá các bạn ơi. Chấm gừng hỏi cay. Ăn đi. Đây nha các bạn, chén nước chấm gừng hỏi nha các bạn, chấm nè. Cái đậu nha các bạn. Ê ăn đậu chưa? Bồ câu này sao không ăn? Thôi tôi nhường bạn. Chị tốt quá ha. Cay. Có no quá tính này. Tôi chưa đủ đồ, 5 con nữa mới đủ đồ. Đủ. Giữ lại. Ôi đâm chim 10 trái dưa cay quá. Quá chi cay các bạn ơi. Siêu cay luôn chứ quá gì cay nữa. Ừ, các bạn ăn đi. Cay quá. Mời các bạn ăn nha. Da nó giòn. Thịt nó ngọt. Béo nữa. Cay quá trời cay luôn. Ôi nó cứng. Ăn lớp da nha các bạn. Dai. Cay mà chóng mặt luôn ạ.
cái nó cay mà thịt chả ngọt. Nhắm mắt hả miệng đi, tôi cho bạn miếng này nè. Miếng gì? Bỏ. Nuốt không nổi luôn á. Nè, các bạn coi ớt nữa nè các bạn. Ăn này về chiều khỏi ăn cơm luôn. Ngon quá no. Ăn xong về ngủ luôn. Anh em nhường cái cô câu nè, sống ăn tại. Ăn đi ngại hoài. Tôi ở đây chút chưa ăn. Ừ. Cảm giác no chơi với tôi no rồi đó. Tôi cũng thấy cảm no đấy chứ. Cái ăn hết đi chứ đây bỏ uống. Ủa? Nó chơi cá phao câu rồi, cá phao câu đâu? Em biết đâu? Nghi lắm nha, đâu hả Hồng ơi coi à. Thật không á. Sau 5 phút chiến đấu thì hai anh em mình cũng đã xơi được con gà nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để cho anh em mình một like và một đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Và đừng quên theo dõi video mới của hai anh em tụi mình mới ra nữa nha các bạn. Xin chào các bạn. Vụ nước cay quá.